còn một đêm duy nhất hôm nay thôi. Ok có luôn. Đó. Để cho con xe tép ra dân nhắc. Thanh niên phải không? Có bạn gái không? Cho thêm có vợ rồi. Có vợ luôn. Tôm này có giá là 1.150.000 đồng một ký nè, 700.000 tôm khô biển, có 650.000 đồng là thẻ biển. Welcome back to my channel Cường Khen Khúc Official. Chào mừng quý cô chú và anh chị đã đến với kênh của chú Cường nha. Những ngày giữa tháng 10 âm lịch, nếu mà mình về thành phố Sóc Trăng hoặc là thành phố Trà Vinh của hai tỉnh này thì thấy không khí rất là đông đúc và nhộn nhịp. Tại vì nơi này đang diễn ra từng lễ văn hóa ẩm thực gắn liền với lễ hội Ốc Bóc năm 2024 của đồng bào Khmer, với rất là nhiều hoạt động hấp dẫn. Và Cường thấy có hai hoạt động chính mà thu hút đông đảo không chỉ là bà con đồng bào Khmer mà cả là người Kinh, người Hoa sống trên địa bàn của hai tỉnh này cũng như là những tỉnh thành lân cận, đó là chương trình đua ghe ngò và chương trình lễ hội ẩm thực. Và trong video này thì Cường sẽ giới thiệu cho quý cô chú và anh chị của mình khu vực ẩm thực mà có bán vé khi mà tham gia lễ hội. Còn cách đây 2 ngày Cường có quay một video chia sẻ một số món ăn cũng như là gian hàng trong khu vực ẩm thực miễn phí. Đây là ngay khu vực ở phía trước cổng hội chợ xúc tiến thương mại, diễn ra là từ ngày 9 tới ngày 15 tháng 11. Ở đây thì Trà Vinh mình tổ chức là hai khu vực, một khu vực này là trưng bày triển lãm cũng như là có bán vé, còn riêng khu vực mà đồ ăn á, những gian hàng mà trước đó Cường có chia sẻ thì mình vào là hoàn toàn miễn phí nha. Đây là lần đầu tiên mà Cường đi hội chợ là mình sẽ có mua vé cổng nha, 20.000 đồng, tổ chức tại thành phố Trà Vinh nhân dịp lễ hội Ốc Bóc. Ở đây mình sẽ thấy được là mỗi đêm là sẽ bút thăm trúng thưởng một chiếc xe điện nè, trị giá là 9.900.000. Rồi đây, xe điện trúng thưởng là từ ngày 9 tới ngày 15 tháng 11, tức là mỗi đêm là đều có giải thưởng hết nha cô chú. Ở đây là mình mua vé cổng là 20.000 đồng thì mình sẽ có cho chương trình ca nhạc cũng như là sẽ có bốc thăm trúng thưởng nha. Từ ngoài cổng bước vào là mình sẽ thấy được liền ngay khu vực mình bỏ thùng phiếu. Cô chú nào mình thử vận may mình có thể để điền nha, còn không thì mình cứ giữ lại bình thường. Nói là bán vé cổng nhưng mà thật sự là mình chỉ bán là từ 17 giờ đến 21 giờ 45. Chương trình thì từ 7 giờ sáng tới 22 giờ, nhưng mà do buổi tối là mình sẽ có chương trình ca nhạc và có ca sĩ về nên là mình sẽ có bán vé nha. Vào trong khu vực hội chợ này mình sẽ thấy được là bán đồ rất là nhiều luôn, mình có thể mua sắm ở đây tại vì thường là giá cả niêm yết với lại có chương trình khuyến mãi. Cô chú mình sẽ thấy được là sẽ có quần áo, giày dép, đồ thời trang, đồ gia dụng, rồi đồ ăn, kẹo, mứt. Khu vực này thì ở phía trước của trung tâm hội nghị tỉnh và cũng cách cái chỗ mà bán đồ ăn thì tầm khoảng là 40-50 mét thôi, nên là cô chú mình có thể gửi xe bên này sau đó là đi bộ qua bên kia sau khi mà đã tham quan hết những khu vực này nha. Ở đây mình sẽ thấy được nè, quá trời đồ luôn và sáng rực đèn luôn cô chú. Mấy cái bên đây thì 35-3 cái 100.000, bên đây bự hơn nha, mua 3.000 mua 3 cái tặng 2 cái. Mình thấy là chén dĩa tô đồ quá trời. Bên đây có tô, so với giá ở những cửa hàng thì sẽ rẻ hơn, nhưng quan trọng nhất là mình sẽ coi nguồn gốc xuất xứ cũng như là chất liệu nha cô chú. 8 cái hợp lệ. Muốn lấy cái nào chú lấy, muốn lấy cái nào cũng được trơn á. Dù là bán vé cổng, tức là mình sẽ thấy được là ban tổ chức là sẽ có lực lượng soát vé, nhưng mà an ninh ở trong này cũng được thắt chặt nha. Có nghĩa là rất là nhiều công an, rồi cảnh sát cơ động, rồi an ninh khu vực. Tại vì ở đây cũng thấy là cũng có rất là nhiều tình trạng bà con của mình là bị dàn cảnh mà móc túi á, nên là cô chú mình đi cái này là cẩn thận nha. Thật sự thì trong đây là quá trời gian hàng, rất là nhiều và rất là lớn luôn. Mình có thể là mua đồ ăn, rồi đồ gia dụng. Ở
Ở đây là có một gian hàng khá đặc biệt giới thiệu về sản phẩm dừa sáp Cầu Kè. Đây rất là nhiều sản phẩm liên quan tới trái dừa sáp, một đặc sản nổi tiếng của Trà Vinh, và chỉ có Cầu Kè của mình là trồng được thôi nha. Đây mình sẽ thấy được là kẹo dừa này là kẹo dừa sáp nha, chứ không phải kẹo dừa thường. Đây cái vị mà này là màu này là vị gì chú? Gất. Còn này là màu xâm dứa. Màu dứa. Còn này sô cô la chú hay gì? Khoai môn. Còn màu trắng này là kiểu bình thường hả chú? À, màu trắng này là bình thường. Bán là 60.000 đồng một hộp 200g. Cái này cũng vậy luôn. Ủa sao hai cái màu khác nhau hả chú? Hai màu khác nhau. Một hộp tùy mình thích theo màu gì thôi. Màu xanh với lại màu sô-cô-la. Đây mình sẽ thấy tới là món mứt dừa sáp. Nếu mà Tết mà mình tặng cái phần quà này thì rất là hấp dẫn nè. Cái này là giá 250, có túi sách luôn. Cái này là Cường thấy là Tết mình chuyển qua mình tặng đâu chứ bỏ vô thử đi chú. Nhìn nó đẹp không? Thay vì mình tặng kiểu bình thường thì mình tặng cái dừa sáp đặc sản của Trà Vinh mình. Đây cái hộp như vậy nè. Đó mình thấy nó quá đẹp. Đó. Đây, mình chỉ cần tặng hai phần thôi, một túi như vậy. Cái này là thương hiệu Cẩm Hằng. Cái này là ở đâu vậy chú, địa chỉ á chú? Đây thông tin là ở đường 30 tháng 4 khóm 2 thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè của Trà Vinh. Nếu mình có nhu cầu mua một số cái sản phẩm liên quan tới dừa sáp nha. Tại chú bán có dừa tươi rồi mấy sản phẩm liên quan đúng không? Chú bán dừa tươi rồi có mấy sản phẩm luôn hay là có bán sản phẩm thôi? Có đủ luôn. Dừa sáp. Dừa này chú bán nhiêu trái hả? 100.000. 100.000. Dạ. Chứ lớn chứ nhỏ gì cũng vậy hả? À đúng rồi, cái này là dừa đặc mà nó dạng như nó nhỏ gần nó rất ký xuống dừa này là dừa chung á. Bự chút là dừa nhất. Nè như anh thấy cái này bự nè. Bự nè nhưng mà gáo nó nhỏ. Mình tự biết là gáo nhỏ phải không? Tự biết gáo nhỏ. Vậy là cũng 100.000 luôn. Chút. Vậy là ở dưới chắc mình cũng có cái chỗ mà để trưng bày sản phẩm luôn này nọ đúng không? Vậy hả? Cái gian hàng sản phẩm trên cung cấp tại khóm 2 thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè. Dừa sáp mà. Đó là kẹo chuối dừa sáp. Kẹo chuối dừa sáp. Ở đây mà được cái là mình sẽ đóng cái bao bì nó rất là đẹp luôn. Đây 100.000 đồng một bịch. Cái mứt dừa sáp thì cái em kéo ra thử coi. Cái bịch này là nó mềm ha. Đúng rồi. Anh có dùng thử chưa? Chưa. Để nhìn thử. Tại vì nó đâu có được nguyên một khối như vậy mà sao mình cắt ra được khúc gì nè, dừa sáp á. Dừa sáp là nó nguyên khối chứ. Mình nạo được mà. Đúng rồi, nạo được. Đâu cho anh mượn đi. Thử đi. Đây là một phần để mình thử lần đầu tiên mà ăn kiểu mứt dừa sáp nè. Mình nó rất là hay nhưng mà chất lượng là cũng có nghĩa là chung một mẻ mà kiểu như là cái nhỏ thì mình bán giá rẻ hơn. Còn nó được nguyên một miếng như vậy to thì mình bán giá nó ok tốt hơn. Kiểu mức này là để biếu nè, còn mức cái này là để mua để ăn. Trong hai để tự ăn nha. Biếu thì được. Và biếu thì nó tiện hơn. Nó lạ quá ha. Cái này nếu mà biết thì cô chú mình mua để làm quà Tết rất là tốt luôn. Tại vì nó sẽ hiếm, nó quý hơn là những cái loại mứt bình thường khác. Và nó ăn nó cũng tốt nữa. Đây nếu mà trường hợp mình tặng cái hộp to kia 250, còn cái hộp nhỏ này là giá là 100.000 đồng. Thì mình tặng kèm ví dụ như hộp thêm một gói trà gì đó vô một cái túi nó cũng rất là đẹp luôn. Này là giờ sử dụng mứt uống trà là ngon hết sảy. Đúng rồi. Cô chú mình sẽ thấy được một cái bịch kẹo dừa sáp thật sự là quá đẹp, quá chỉnh chu luôn. Kẹo dừa sáp tứ vị. Tứ vị, bốn vị, 150.000 đồng. Chỉ có riêng một vị cà phê thôi, không có lộn xộn, không có mít vừa lộn xộn. Muốn màu mè thì sử dụng vị truyền thống. Vị truyền thống. Giá là cũng như nhau thôi, 150. Cái này nửa ký hay là mấy trăm gram? Nửa ký. Bịch nửa ký. Cái này là quá đẹp. Có ghi sẵn thông tin cho mình hết. Trước giờ mà cô chú mà mình quen với lại cái phần mà kẹo chuối của Bến Tre thì đây là lần đầu tiên mình sẽ thấy được là có kẹo chuối mà làm từ dừa sáp nha. Ăn thì chắc chắn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Và ở đây được cái là bao bì là Cường thấy đóng rất là chỉnh chu, nên mình hoàn toàn có thể là mua để tặng làm quà Tết được. Cái đó là cái bánh tráng đó cô chứ, khỏi được, bánh tráng.
ăn luôn, ăn được luôn. Khỏi gỡ. Cô gỡ một cái là hư cái cục kẹo luôn rồi. Ủa vậy em, vậy cái sản phẩm ở trong này với lại cái này nó giống nhau không? Nè. Giống à anh. Nè, bao bì đóng khác rồi hả? Không có, bao bì này là em mới có ra xem ra. Bao bì này về chưa tới á, rồi em đổi bao bì. Cái này đẹp. Ủa vậy hả? Em thấy cái này mới đẹp nè. Đúng, nhưng mà trưng bày thì cái này dễ trưng hơn. Nhưng mà để máy đẹp á là em thấy em thích cái kiểu đó hơn. Dạ. Đây là cái phần kẹo. Mình sẽ có một cái miếng nhựa ở phía ngoài để cho cầm không có bị dính tay. Còn ở phía trong này là mình sẽ có một cái lớp bánh tráng mỏng nữa nha. Bánh tráng là mình sẽ ăn luôn. Và kẹo dừa sáp này thì đặc biệt là sẽ không có dính răng khi mà mình ăn kẹo dừa. Thật sự là khi mà mình đến tham quan Cường thấy gian hàng của Trà Vinh mà bán đặc sản từ trái dừa sáp á, rất là đặc biệt luôn. Cô chú mình có thể ghé gian hàng để mình thử một số cái sản phẩm nha. Ví dụ như mứt dừa sáp nè, rồi kẹo chuối làm từ dừa sáp. Tiếp theo là cô chú anh chị mình sẽ thấy được là gian hàng bán đặc sản của Kiên Giang nè. Kiên Giang thì sẽ liên quan tới biển và mình sẽ thấy được rất là nhiều hải sản, tôm, cua, mực, cá. Đây cô chú sẽ thấy được là quá trời hấp dẫn luôn. Nhà tôm này có giá là 1.150.000 đồng một ký nè. Thì 700.000 tôm khô biển. Rồi có 650.000 đồng là thẻ biển. Ngoài ra mình còn thấy có phần mực khô, cái này là để sẵn hết nè. Mực này thì mình sẽ riêng với lại nước dừa nha. Gian hàng này cũng thấy là bán từ nước mắm tới đậu khô rồi mấy món ăn vặt. Và thật sự thì bán rất là nhiều món để mình có thể lựa chọn mua về làm quà nha. Đây là một số thương hiệu nước mắm nổi tiếng của Phú Quốc mình nè. Ví dụ như là Kim Hoa nè, rồi Khải Hoàng. Đây là một trong những mà thương hiệu nước mắm còn lại của Phú Quốc. Tại vì sau này thì Phú Quốc những thương hiệu mà người ta làm, bà con mình làm từ thủ công á, truyền thống ngày xưa thì còn lại rất là ít. Đây là nước mắm Phụng Hưng, giá là 45.000 đồng một chai. Đó, hoặc là mình sẽ mua những cái chai nhỏ 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 như vậy mình làm quà cũng được. Một lốc 6 chai là 150.000 nè. Một đặc sản mà được cô chú anh chị mình khi mà đi Phú Quốc mua rất là nhiều đó là phần mà tiêu. Tiêu thì mình sẽ có là tiêu tươi hoặc là mình có cái phần mà tiêu mà chế biến ra sản phẩm này. Ví dụ như tiêu ngào đường. Cái này là mình chấm với lại trái cây thì thật sự là ăn rất là ngon nha. Đúng rồi, đậy lại nó không có nghe mùi, với lại là vận chuyển nó tốt hơn. Mình thấy có phần tiêu nè. Ở ngoài Phú Quốc thì cũng khá là nổi tiếng về tiêu. Tiêu thì giá là 170. Rồi tiêu sọ thì có giá là 180. Tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Đây, mình thường sẽ cập nhật cho cô chú mình sẽ thấy được rất là nhiều loại giá khác nhau. Ví dụ như ghẹ sữa nè, cũng sản xuất ở số 55 Lý Thường Kiệt ở ngoài Dương Đông Phú Quốc. Ở đây mình sẽ thấy được có là áo gối nữa nè. Áo gối thì một cái 35, ba cái 100, thường thường là bán theo combo. Thường thì những ngày cuối tuần thì chương trình lễ hội sẽ đông hơn, nhưng mà do là lễ hội ông Bắc của mình là kết thúc từ ngày 15 tháng 11, tức là thứ 6 tuần này là kết thúc. Sẽ không có rơi vào dịp cuối tuần. Cuối tuần là ngày đầu, là ngày 9, ngày 10 rồi bắt đầu. Nên là mình sẽ thấy được là hội chợ là cũng sẽ không có quá đông đúc vào những ngày mà gần cuối. Tuy nhiên là nếu mà trường hợp mà bà con cô bác của mình mà ở gần đây, những tỉnh thành lân cận á, ví dụ như là ở Bến Tre này, Vĩnh Long, mình có thể qua khu vực này cũng được. Và Cường biết được thông tin là ở Vĩnh Long mình cũng sắp có chương trình là ngày 16 tháng 11 là chương trình về gốm sứ, cũng rất là lớn và hoành tráng nha. Ở đây là có bán mấy cái đồ massage shop 30.000 đồng một cái nè. Có nhựa hoặc là gỗ. Nãy giờ Cường đi thấy không khí bình thường, nhưng mà đi một hồi mình sẽ thấy bị nực. Lý do là ở trên là ban tổ chức của mình rào lại hết, che lại hết. Tại sợ là trời mưa, đang là cuối mùa mưa á.
đôi khi là có những cơn mưa bất chợt nên là mình đi nãy giờ thì nghe nó hơi bị nóng nóng nực nực rồi nè. Những gian hàng mà đồng giá và trưng bày số lượng lớn như vậy thì mình sẽ thấy được là thu hút bà con của mình vô lựa rất là nhiều luôn, từ 2.000 đồng trở lên, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Đây mình sẽ thấy nguyên một thiên đường mà đồ đồng giá nè, từ đồ chơi, đồ văn hoàng phẩm, rồi những đồ dùng hàng ngày, sinh hoạt hàng ngày. Đây mình ví dụ như 5.000 đồng thì mình sẽ thấy có cái đồ tóc nè, rồi cái lược, rồi tiếp theo nữa là cũng là cái ca nè, rồi khăn giấy. Rồi khăn giấy chỉ có 5.000 đồng một cục thôi. Rất là đông vui luôn, càng về khuya thì có nghĩa là càng đông. Bây giờ thì mới chỉ có 18 giờ hơn thôi. Giờ đây là nghe lo mà đọc thơ phát nhạc đồ nghe rất là thú vị nha. Ở đây mình sẽ thấy được có một số sản phẩm giá cũng khá là bất ngờ và mình có thể mình lựa chọn mình mua nha. Ví dụ như đây là khu vực mà đồng giá là 10.000 đồng sản phẩm thì mình sẽ thấy được cái cây gấp nước đá này mà giá mà người đồng thì Cường thấy là giá là quá tốt. Đây 10.000 đồng. Rồi mình thấy có kéo. Đây, cái này kéo cũng khá là lớn nè, chỉ cũng có 10.000 đồng thôi. Đây mình sẽ thấy thêm mấy con dao luôn mà giá cũng có 10.000 đồng một cái. Đó là lý do vì sao mà mình sẽ thấy được là những gian hàng mà đồng giá như vậy là cô chú mình lựa chọn rất là đông luôn nè. Những đồ mà linh tinh về thì mình cần cũng khá là nhiều. Đôi khi liệt kê thì mình sẽ không nhớ, nhưng mà mình đi mình thấy là mình sẽ nhớ để mình mua thôi. Khu vực mà giá nhỏ nhất là 2.000 đồng và mình sẽ thấy từ từ tăng giá lên từ từ. Như bên đây là có khu vực là giá là 35.000 đồng một sản phẩm nè. Mình sẽ thấy mấy cái này ở trong nhà sách bán cũng có và giá chắc chắn là nó sẽ cao hơn. Đây cùng chú mình sẽ thấy cũng khá là thú vị, mấy cái này là con nít nó thấy là chắc chắn là sẽ muốn mua ngay. Khi mà mình tổ chức những cái chương trình lễ hội như vậy á, mà có khách đông với lại là thời tiết thuận lợi á, thì cả ban tổ chức, người bán cũng như là người đi mua sắm cũng rất là vui vẻ nha. Khi mà mình đi tham quan mà ở trong khu vực mà bán đồ thời trang, đồ lưu niệm á, thì mình sẽ thấy được là sạch sẽ hơn rất là nhiều với lại là khu vực mình bán đồ ăn. Tuy nhiên là khu vực đồ ăn á, thì lúc nào cũng sum tụ hơn nha, tại vì nhu cầu mà đi ăn đi uống thì sẽ nhiều hơn là đi mua sắm. Ở trong khu vực này thì chỉ có một số gian hàng là bán đồ ăn. Ngoài ra thì mình sẽ thấy được là có một vài gian hàng là mình sẽ bán đồ đặc sản địa phương nha. Ví dụ như gian hàng này là của tỉnh Cao Bằng nè. Đây, ví dụ như là chậm chéo ướt 45.000 đồng. Cái này mình có mẫu thử nè. Cái này thường thường là sẽ có cái hàng mắc kén. Cái vị nó khá là lạ, nhưng mà mình đi du lịch ở một Tây Bắc á, thì mình sẽ rất là quen thuộc. Tại vì ở ngoài đó là mọi người sẽ không có chấm cái phần muối ớt, muối tiêu, mà hay sử dụng là cái hàng mắc kén thay thế cho cái phần tiêu nha. Tiếp theo là mình sẽ thấy có phần măng ớt nè. Thường thường măng này là cũng ở của người đồng bào mình thôi, ở trên rừng. Cái này đóng bằng cái keo thủy tinh nè, một chai như vậy có giá là 60.000 đồng. Còn đây là một số cái loại gia vị chấm mà của người đồng bào mình đây. Ví dụ như là ớt muối hương gai, rồi tương ớt mường khương nữa nè. Như ở đây có lạc hoa mèo trắng giá là 110. Thật sự khá là lạ nha. Rồi có lạc đỏ, tức là đậu phộng mà cái phần bì ở ngoài nó màu đỏ nè. Của mình là nó màu kiểu như là nó nhạt hơn. Còn đây là màu đỏ đậm kiểu như đỏ huyết nè. Đây còn đây là lạc đen, tức là đậu phộng mà cái vỏ nó đen. Đấy là lạc đen các bạn. Chị cái này là chín chưa hay là mình về mình rang? Cái này à, về mình vẫn phải rang. Về mình rang lên. Còn này gạo chắc của người đồng bào hả vậy?
gạo nè. Bào có nhiều đồ hay em. À, gạo nương tím. Này là mình sẽ chủ yếu là bán một số dược liệu ở vùng cao Tây Bắc nè. À, cái này có quế, hồi. Nguyên liệu rất là quen thuộc để mình nấu phở nha. Phải chung được đấy. Hạt dẻ là mình sẽ thấy có loại tươi hoặc là loại rang sẵn. Hạt dẻ tươi thì là 90.000. Còn nếu mà chín mà rang thì có giá là 160.000 đồng. Cái này là chưa ra cái này. Không, cái này là chưa ra. Chưa ra. Ở đây là mình sẽ thấy có phần nuôi ngũ sắc khá là lạ. Cái màu này là từ cái gì vậy cô? Cái màu này là từ những cái khoai lang nè, củ cà rốt nè. Khoai lang, cà rốt nè. À. Đây là như kiểu bí ngô nè. Cái này bột này là bột gì cô? Bột hả? Gạo trắng. Bột gạo trắng. À. Mình chẳng có pha được những cái bột như thế này là nó. Nên đây là pha cả những cái rau củ quả mà đó. À. Đấy là có tất cả những cái chất dinh dưỡng rau củ quả. Cái này màu nhìn đẹp quá ha. Ừ. Cái này nấu lên là con nít nó thích lắm á, nhìn đúng màu rồi. Sắc. À. Rất là thích. Nuôi ngũ sắc là... liên đồng. Đúng rồi. Đây là con nít nào nó thích cái này là ngũ sắc này vậy là hấp dẫn trẻ con, yeah. Con nít để ăn mà. Đó. Miếng đặc sản. Miếng dông. 70.000, còn loại nhỏ hơn thì 45. Cái này là 45.000, là cái này có 3 lạng. À, 3 lạng, 300g. Còn cái này là nửa ký. Cái này là 500g. À. Chiều đây là mua quá trời đặc sản, có măng le khô hả? Măng này là từ cũng đặc sản Cao Bằng đó. Dạ. Đây, hành đây, hành đen. Để tính ra Cao Bằng là quá nhiều đặc sản vậy. Cái quầy của cô bán một đống loại luôn đó. Đúng rồi, nói chung là Cao Bằng này nhiều thứ, nhiều nhiều đặc sản. Thì mấy cái dược liệu đồ này nọ nữa, tại vùng núi mà. Tại vì ở trên Cao Bằng toàn vùng núi không à, chứ không có được. Ủa nấm hương nó sao cô có 80 ngàn vậy? Nấm hương chỗ này có 2 lạng 200g. Dạ hả? À, nhưng mà cái này nó ngâm ra là nó cũng nhiều lắm. Có nhiều. Cái này là cô chú mà mình chuẩn bị ăn Tết, mình mua cái này được nè, để dành Tết nấu. Đám tiệc nữa, hàng sử dụng 6 tháng đúng không? Đúng rồi, à. Cái này mà để Tết mà dùng á, mình nấu thành nước canh, nước ấy các thứ là ngon nè. À, cái kỳ trước con đi là đi là người ta bán cái này nè, có nghĩa là xỏ sâu người ta bán nè. À, đây không. Đây nè, nó xỏ, xỏ nè. Đó. Nấm hương rừng 80.000 đồng. Vậy là tính ra là chỗ nó cô bán rẻ hơn chỗ du lịch ở ngoài Cao Bằng rồi đó. À, người ta dùng từng núi to đó. À, đó, con. Xong bắt đầu nó ra thành từng lẫm. À, cái nghĩa là này trồng. À, đúng rồi, cái này là trồng. Cái này tự nhiên. Cái này là tự nhiên. À, cái này tự nhiên. Tự nhiên, đúng rồi. Thì mình thấy nó bự hơn, mỏng hơn mà nó bự hơn. Mỏng hơn, đúng rồi, lẫm tự nhiên là nó mỏng. Dạ. Cái miếng này là siêu to khổng lồ luôn. Cái này thường thường nấu cái gì ăn cái gì cô? Cái này thì cái bự vậy nè. Cái này thì mình muốn ăn là mình ăn á, mình cắt nấu, mình cắt ra. À, cắt ra nhỏ lại. Nhỏ, cắt ra thành 2-3 đoạn rồi này. À. Xong là mình nấu. Còn cái này là kiểu như cắt nhỏ hết nè. Đúng rồi. Quá đẹp luôn. Rồi. Nhìn như sợi hủ tiếu vậy, còn cái này là như sợi phở bự. Sợi bự á. Khi mà mình đi tới gian hàng Cao Bằng này, Cường thấy là cô chú sẽ mua được rất là nhiều loại. Từ đồ ăn chơi mà tới để dành mà sử dụng tới Tết luôn. Miếng nấm hương rồi có thạch đen hoặc là mấy cái loại hạt nè. Đây là hạt mắc kén rừng. Bán là 20.000 đồng một gói. Cái này nếu mà mình đi du lịch ở ngoài Tây Bắc á, mình sẽ thấy được cái hạt này rất là nhiều luôn. Chứ không có sử dụng là hạt tiêu giống như trong mình. Cái này là tẩm ướp gia vị rồi mình làm giống như là muối tiêu muối ớt nè. Cái hạt giỏ này thường thường là mình sẽ nấu với gì cô? À, làm để niêm nếm vô cái gì? Hạt rồi này là mình như kiểu là thay như cái gia vị như tiêu này nè. À, mắc kén với lại hạt giỏ là thay thế. À. Thay như kiểu là tiêu đó, còn thơm với lại hơn cả tiêu. Đấy, ở miền rừng họ là thay cái hạt rồi. À. Mắc kén thay tiêu. Dạ. Yeah. Cái đó là quế với hồi hay gì cô?
mình ra ngoài ở ngoài vùng Tây Bắc á, ví dụ như Lào Cai, Cao Bằng, mình sẽ thấy được là cây quế trồng nguyên cây, mấy năm sau là mình sẽ lột cái phần vỏ ra. Ví dụ như mình chặt cây mình lột vỏ thì là ra cái vỏ này, cái vỏ quế. Những gian hàng mà bán đồ lạ lạ như vậy nè, lâu lâu cô chú mình đi có dịp mình sẽ ghé mình mua. Tại vì mình tốn chi phí mình đi du lịch ngoài Bắc thì mình ghé những gian hàng này mình có thể là mua đặc sản được nha. Bây giờ thì Cường sẽ tiếp tục di chuyển. Nãy giờ là mình đi chỉ mới có được 1/10 những gian hàng ở trong này thôi. Nhiều gian hàng thì sẽ bán đồ giống nhau, nhưng mà cũng có rất là nhiều gian hàng mình bán đồ mà không có đụng hàng, ví dụ như là đặc sản địa phương. Nếu mà quý cô chú anh chị nào mà mình thích ăn bánh nhân gian hoặc là một số loại bánh ngọt hoặc là nhiều sự lựa chọn thì mình có thể qua khu vực kế bên. Còn khu vực này là cái khu vực mình bán vé thì Cường thấy chủ yếu là bán đồ kiểu Thái thôi, đồ nướng, đồ đơn giản bình thường chứ không có quá là nhiều sự lựa chọn. Tại bên này chủ yếu là không gian về giới thiệu về du lịch nè, rồi một số cái doanh nghiệp. Bây giờ thì Cường đã qua khu vực mà chuyên bán đồ ăn ở trong lễ hội triển lãm của Trà Vinh. Theo thông tin Cường có chia sẻ thì ở đây mình chỉ bán được là đồ nướng hoặc là một số đồ ăn vặt mà kiểu của Thái thôi. Còn nếu mà cô chú anh chị nào mà mình thích ăn bánh nhân gian và có nhiều sự lựa chọn, ví dụ như bún nước lèo hoặc là bánh xèo thì mình qua khu vực kế bên là tầm khoảng 50m thôi thì mình sẽ thấy bên kia cũng bán đồ ăn rất là nhiều nha. Rồi mình sẽ thấy có món gỏi gân bò, rồi gỏi đu đủ. Gỏi Thái có giá là 50.000 đồng và bắp Thái có giá là 60.000 đồng. Những khu như vậy thì khá là đông đúc và nhộn nhịp nha. Và ở đây thì cũng gần với lại khu vực là sân khấu ca nhạc vào buổi tối, nên là nếu mà mình ngồi đây thì mình sẽ thấy được là sân khấu ở bên kia luôn nha. Đó, bên kia mình sẽ có sân khấu ca nhạc vào buổi tối. Nếu mà trường hợp cô chú anh chị nào mình thích chương trình ca nhạc rồi bốc thăm trúng thưởng thì mình có thể qua khu vực này. Còn nếu mà trường hợp mình chỉ thích về ăn uống rồi mình thích ăn món nhân gian thì mình qua khu vực bên kia là hoàn toàn là miễn phí, là mình sẽ không có tốn vé cổng nha. Những gian hàng mà bán đồ Thái, đồ nướng như vậy thì quá là đẹp và hấp dẫn luôn. Mình sẽ thấy được là màu sắc nè, rồi hương vị. Đi ngang là mình sẽ nghe được cái mùi thơm rất là đặc biệt luôn. Mình sẽ thấy được là càng về khuya thì bắt đầu là bà con của mình đi chơi nhiều hơn nè. Hôm nay mới là ngày đúng rồi. Hôm nay là ngày 12. Còn tổng cộng là 3 ngày nữa, 13, 14, 15 thì sẽ kết thúc chương trình. Nếu mà cô chú anh chị nào mà mình chưa đi á, mình sắp xếp mình đi nha, thật sự thì rất là vui. Ở đây có một chương trình rất là đặc biệt là mình sẽ phục vụ bánh xèo miễn phí từ 17 giờ tới tầm khoảng là 19 giờ hơn nha cô chú. Mà mình phục vụ chỉ có 2 ngày thôi, là ngày 11 và ngày 12, hôm nay là ngày cuối nè. Nên là mình bỏ 20.000 đồng mình mua vé thì vào đây mình sẽ được ăn bánh xèo miễn phí thì cũng khá là thú vị nha. Bánh xèo này là của bột Hương Xưa, một thương hiệu bột rất là nổi tiếng về bột bánh xèo của miền Tây mình tài trợ. Ở đây Cường thấy thì bà con của mình đứng xếp hàng cũng không phải là quá đông. Cô chú mình sẽ thấy được là mình xếp hàng tầm khoảng là 5 phút thôi là đã tới lượt của mình rồi. Để Cường lại xem coi là ở đây là bánh xèo phát miễn phí nhưng mà là nhân gì nhé. Ăn kèm rau với lại phần nước mắm, nhưng mà để mình xem là coi là có nhân gì. Đây thì
từng cái bánh xèo ra liên tục luôn. Mình sẽ để từ ở dưới cái lớp lá chuối này, rất là thơm. Cái bánh đó có nhân gì không anh? Nhân gì anh? À, tép với thịt bằm. Đúng rồi. Với lại bỏ thêm phần giá nữa. Mua vé 20 ngàn vô đây được ăn miễn phí quá xuống. Đúng rồi, bao đó. Quá lời luôn. Thoải mái luôn. Kéo dài gia đình tới đây. Phải kéo dài tới ngày 15 ha. Cảm ơn, em qua rồi. À, qua với hôm nay. Chương trình à, hôm nay là ngày cuối. 2-3 ngàn lượt khách. À, làm liên tục luôn. Đây cô chú mình cứ đứng xếp hàng thì rồi sẽ tới lượt thôi. Mình có sẵn cái phần rau, rau là mình để ăn kia. Ở đây là có phục vụ luôn hết cho mình. Đông quá, không đủ ly phóng hết. À. Thế là đông đồ đông mà vừa kế hoạch luôn ha. Đúng rồi, đúng rồi. Ở kia mình đông là cũng vui. Đúng rồi. Rồi bây giờ đến xếp hàng đợi chút xíu. Rau là cô chú mình sẽ thấy được là chỗ chú kia là mình để rau sẵn cho mình luôn. Mình cầm rồi tới đây là mình sẽ bỏ cái phần bánh vào là được. Bánh xèo này là vừa mới ra lò, không có kịp đặt xuống khoảng 1-2 phút và đã lấy đem đi rồi nha cô chú. Quá nhanh. Ở đây thì mình đổ chỉ có một cái chảo quay thôi, là một lần mình sẽ ra được là 10 cái. Nên cũng khá là chậm với lại số lượng mà cô chú mình đứng đợi. Mình sẽ thấy những cái chương trình mà ví dụ như làm bánh xèo mà từ thiện á, thì một lần ra còn khoảng là 400-500 cái nhưng mà cô chú mình vẫn đợi á. Còn cái này thì chỉ một lần ra 10 cái thì chắc chắn là mình sẽ có khoảng thời gian đợi nha. Miễn phí nhưng mà chất lượng phải không? Đúng rồi. Này hương xưa hả? Một phần hai con tôm. Hai con tôm với lại phần thịt bằm. Khung cảnh mà xếp hàng trật tự như vậy là quá vui luôn cô chú. Hiện tại bây giờ là bị hết nước mắm luôn rồi. Cũng như là số lượng đông đột biến bất ngờ. Một buổi chiều trong vòng có hơn một tiếng mà mình phục vụ tới mấy ngàn cái bánh. Rồi mình sẽ thấy được cái chảo quay là chỉ có mỗi lần là 10 cái. Nên là mình sẽ thấy được là cường độ làm việc là rất là kinh khủng luôn. Bánh nóng hổi luôn, tại vì ra một cái là mình sẽ chuyển liền cho bà con mình. À, nước mắm là để trong một cái bình nước, nãy giờ còn cứ nghĩ là cái đó là cái bình nước trà không á chứ. Bữa cuối chỉ một đêm duy nhất tối nay. À, đêm qua còn một đêm duy nhất hôm nay thôi. Ok, có luôn. Mẹ cho con tép này thanh niên phải không, có bạn gái không, cho thêm có vợ rồi, có vợ luôn. Mình sẽ thấy được là tổ chức rất là chỉnh chu luôn. Là ở đây là chú sẽ để cái phần rau sẵn vô cái hộp nè. Rồi mình cái hộp này mình sẽ cầm đi lại khu vực mà mình phát được cái bánh xèo. Nghĩa là ở đây bà con của mình là được phục vụ hết luôn nha. Hết rau luôn hả chú? Chứ không là có đâu thơm rồi là hoành tráng rồi. Giờ còn mấy cọng thôi. Nhiều dữ lắm mà nhiều thì rau đầy luôn. Đông đột biến quá ha. Thôi nhưng mà phát đông vui. Làm cực hết đồ nhưng mà vui. Nó rau mình chỉ còn một ít lội thôi, bà con mà tới sau thì không cảm. Nó hết trơn rồi.
Nếu mà trường hợp chương trình lễ hội này rơi vào thứ bảy chủ nhật thì chắc chắn luôn là số lượng du khách đến đây cũng như là bà con người dân địa phương rất là đông. Tuy nhiên là do là kết thúc là ngày thứ sáu là không có rơi vào ngày cuối tuần, nên là nếu mà trường hợp bà con của mình mà sắp xếp được thời gian buổi tối á, mình cũng tranh thủ ra đây, tại vì ở đây bán rất là nhiều đồ ăn, nước uống cũng như là đặc sản vùng miền, thì chắc chắn rằng mình sẽ lựa chọn được những món hàng cũng như là món ăn rất là ưng ý. Vậy là Cường vừa cập nhật những gian hàng còn lại trong khu vực bán vé của chương trình văn hóa ẩm thực gắn liền với lễ hội Ốc Con Bắp năm 2024 tại thành phố Trà Vinh. Và video của Cường thì sẽ kết thúc tại đây. Nếu mà quý cô chú anh chị mình thấy hay thì nhớ tặng cho Cường một đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận để Cường có thêm động lực làm thêm nhiều video mới sau này nữa nhé.